Lớp học tại nhà của đầu bếp Kevin Nhanh được xem là lớp học thích ứng với mùa dịch Covid-19, với số lượng học viên giới hạn không quá 5 người. Tận dụng chính gian bếp của nhà mình, đầu bếp Kevin Nhanh và các đồng nghiệp của mình đã mở ra lớp học tại gia từ gần 3 tháng trước. Thông thường thì trước khi dịch diễn ra thì một tuần anh sẽ có là 3 buổi dạy cố định là thứ năm, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Anh dạy ở Mezzan, đó là 215 Nguyễn Nhân Cừ, lầu 4 tòa nhà New John. Thì mỗi lớp học của anh thì nó dao động từ khoảng 8 học viên đến 15 học viên. Đó, thì cái đó là trước khi dịch. Còn hiện tại sau khi dịch thì số lượng học viên của anh nó tương đối nó giảm khá là nhiều. Có những lớp thì trung bình nó khoảng cả từ 5 đến 8 học viên thôi. Thì nó giảm gần như hơn 50% số lượng học viên. Anh cũng đã có mở những cái lớp học online trước khi là anh mở dạy offline tại nhà. Thì cũng do yêu cầu của học viên thôi. Một phần là do yêu cầu của mọi người là muốn được học nấu ăn tại gia đình anh. Và một phần nữa thì chính vì cái khả năng kinh tế cho nên là anh cố gắng anh mở những cái lớp học tại nhà. Với không gian thân thiện, gần gũi, không bị gò bó bởi thời gian, lớp học này đã được nhiều học viên đánh giá cao. Cái gia vị của thầy nó gần gũi với cái bếp của nhà mình. Với lại cái cách thầy dạy nó rất là dễ hiểu. Với lại cái không khí á, học nó cảm thấy như là gia đình á. Cho nên là chị thích học ở nhà hơn là so với lại học ở... Giống như chị từng học những cái vài trung tâm á, thì nó giới hạn thời gian, với lại nó không có không khí, nó không có được vui như là nó kiểu như nó hơi bị gấp á, nó hơi bị nhanh á. Học xong á là mình được thưởng thức luôn tại chỗ luôn, mình có thể ý kiến hay là hỏi cái gì ngay tại chỗ được. Còn nhiều khi ở trung tâm mình học xong cái mình đi về lúc mình cũng không có thời gian ngồi lại để mà thưởng thức, rồi lúc đó mình đâu có hỏi thầy được. Thật sự thì dạo gần đây á thì có một số anh em chung nghề bếp với anh, một số thầy khác anh có mời về đây để hợp tác cùng anh dạy. Nên đương nhiên thì mỗi chuyên đề á, anh dạy theo chuyên đề, mỗi chuyên đề thì sẽ có một người thầy mà chuyên về chuyên đề đó cùng dạy với anh. Thì thời gian gần đây vì do cái ảnh hưởng của Covid ấy thì Nhanh có mở cái lớp cooking class tại nhà, thì anh cũng có nhanh có mời anh về là hợp tác dạy một số chuyên đề á. Thường thì anh sẽ hỗ trợ nhanh về những cái chuyên đề về món bắp chủ yếu. Anh nghĩ thì sắp tới anh sẽ có nhiều cái lớp gọi là online hơn, tại vì anh không những anh phục vụ được cho những người học viên học ở gần nhà anh hoặc là những người mà đã gắn bó khá là lâu, mà anh còn phục vụ được cho những người mà họ không có điều kiện để đi đến học, không họ ở đây là không có điều kiện thời gian.